Chào, tôi là Hoàng Trường Huy, cán bộ của giám sát mang đến giám sát của Hồ Nguyễn Bay, số 7, Đại Bộ Đông Long, số 1 kỳ của Nam Hồ Liêm, Hà Nội. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2017, tôi là công dân của Hòa Bình. Ông Nguyễn Văn Khoa, xây tường bốc trang trong đẩy nhám và đóng lưới cần xây trong cái nguyên vui tập đoàn của các đồng hòa bình và của thuê công ty cổ phần giải trí thể thao giải trí các cổ phần phát triển thể thao giải trí trong những trì bản vẽ thiết kế của tôi bây giờ và đã sắp đối được giám sát phát triển được đường dây trang trọng quy trình thi công nhà tu đường dây hồ sơ và đường vào là đầu đây đây là bản vẽ shop drawing đã được chủ đầu tư và giám sát phê duyệt. Đây là căn căn số DO14.22 tại tầng 3. Hôm nay chúng ta nghiệm thu tại căn tại tầng 3 căn này đối với khối xây đắp mốc, đóng lưới và vải nhám. Công tác nghiệm thu chúng ta bắt đầu. Đây là hồ sơ vật liệu đầu vào. Hồ sơ vật liệu đầu vào thì có biên bản lấy mẫu thí nghiệm đối với xi măng Hoàng Long PCB30. Đây là kết quả thí nghiệm đã đạt yêu cầu của xi măng PCB30 Hoàng Long và đã được tư vấn giám sát chủ đầu tư ký nghiệm thu. Đây là biên bản nghiệm thu. Đây là biên bản nghiệm thu xi măng PCB30 Hoàng Long đã được tư vấn giám sát và chủ đầu tư tư vấn giám sát ký nghiệm thu. Đây. Tiếp theo là đối với cát đen, vật liệu cát đen sông Hồng mô đun là 0.17 đến 1.4. Đây là biên bản lấy mẫu. Đây là kết quả thí nghiệm đã được tư vấn giám sát và chủ đầu tư ký nghiệm thu. Đây là biên bản nghiệm thu vật liệu cát đen vào ngày 19 tháng 8 năm 2017 được giám sát ký nghiệm thu. Tiếp theo là đối với vật liệu gạch đặc đất sân nung mác 75 Đại Nam. Đây là biên bản lấy mẫu do tư vấn giám sát ký lấy mẫu. Đây là kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu mác 75 theo tiêu chuẩn Việt Nam 1451/1998 đối với gạch đặc đất sân nung mà mác 75 Đại Nam và được tư vấn giám sát ký nghiệm thu biên bản. Đây là biên bản nghiệm thu. Đây là nghiệm thu vào ngày 4 tháng 8 năm 2017 đã được giám sát ký nghiệm thu. Đây công tác nghiệm thu của chúng ta bắt đầu. Đã gửi ra là 90 phân để định vị tường xây. Thì chúng ta đo từ mép tường xây đến mực chân đạc là 90 phân là yêu cầu. Quy cách xây tường thì xây theo quy cách là 5 dọc 1 ngang. 1 2 3 4 5. 5 hàng dọc và ngang. Thành nữa ngang là 1,5 đến 2 phân. Đây là yêu cầu. Còn đối mặt là 0.8 đến 1.5 phân
đảm bảo yêu cầu về mặt tường xây là sạch sẽ. Cái quy cách xây tường của nhà thầu thì cái quy trình xây là nghiệm thu chân cơ, một chân đạp đã được nghiệm thu chân cơ, sau đấy là khoan lô tiếp và triển khai xây tường. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra độ phẳng đứng của tường xây. Đây là tường đứng là đạt yêu cầu về mặt phẳng. Tiếp theo chúng ta kiểm tra xong là vị trí này. Đây là vị trí trục 3 phẩy thì là mực gửi là 30, 30 phân đo đến chân tường là yêu cầu. Vị cửa em ơi, đo cho anh vị trí vị cửa này, lên mực đây. Ta kiểm tra luôn định vị của cửa, đây là cửa S3. Đây là cửa S3, có kích thước là 1510. Ta đi kiểm tra định vị này. Chúng ta đo không đủ. Kiểm tra định vị đối với cửa S3. S3 có kích thước là 1540. Đây. S3. 1540. Chúng ta kiểm tra phong thủy cửa F3 do nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để bàn giao cho đơn vị nhà thầu lắp cửa đảm bảo tiến độ phối hợp nên nhà thầu đã cho tráp trước má cửa. Thì cái chiều dày lớp tráp là 1,5 phân, nhà thầu đã đắp mốc và tráp trước. Thì chúng ta sẽ kiểm tra phong thủy cửa. Cửa này theo cái bản vẽ tráp thì có kích thước là 1510. Đây 1510. Chúng ta yêu cầu. Chúng ta cửa S2 có kích thước là 940. Bản vẽ xây là 940. Đây là từ mực chắc đạc gửi vào là 30 phân. Thì đo từ chân tường ra là đạt yêu cầu 30 phân. Kiểm tra độ phẳng đứng của tường xây đạt yêu cầu. Tiếp theo chúng ta kiểm tra đường vị của cửa D6 có kích thước là 2040. Thôi em ơi. Là yêu cầu. Cái cửa D6 thì đã được nhà thầu cho gấp mốc, 4 mốc trên một mặt má cửa. Kiểm tra tường ngăn giữa DO 14.22 và DO 14.23. Định vị với tường ngăn giữa căn DO 12.22 và 23, mực gửi từ mực gửi vào chân tường là 30 phân. Đứng tường xây đạt yêu cầu.
từ vị trí đường xoay đến Nam Mực. Ăn mì phân. Còn đứng ở đường xoay. Quay gần vào đây. Còn đạt yêu cầu. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang xây lên trên tường nằm tại A. Em mở một chỗ này. Tờ xây định vị tại B. Từ mà gửi vào đến chân tường là 30 phân là yêu cầu. Kiểm tra định vị cửa S2. Cửa S2 này có kích thước. Cửa S2 là có kích thước là 9x40. Cửa sổ S2 9x40. Quay gần vào đến mực nhé. Đây vị trí cửa S2 thì nhà thầu đã cho kiểm tra đắp mốc. Mỗi một má cửa là đắp 4 mốc. Kiểm tra không bị cửa này. Mũi cửa là 9x40. 9x40. Đạt yêu cầu. Kiểm tra thẳng đứng tường xây. Và yêu cầu đối với mảnh vữa và mặt trinh về mặt tường khi cách xây 5 dòng 1 ngang để đảm bảo 1, 2, 3, 4, 5 5 dòng 1 ngang. Rồi tiếp theo chúng ta kiểm tra những cái cửa D6. D6 có kích thước là 2040. Đây, 2040 ở D6. Kiểm tra một chất đạt định vị là yêu cầu. Đối với cửa D6 này thì nhà thầu cũng đã triển khai đắp mốc đầy đủ 4 mốc một mặt. Em thử ra tô phỉ cửa nha anh em ạ. Kích thước là 2040. Anh không chịu. Và yêu cầu. Tiếp theo, kiểm tra vị trí cánh cửa. Khoảng cách từ một chân đạp đến tường xoay là 30 phân. Yêu cầu. Em kiểm tra đây màn này. Chúng ta chuyển sang kiểm tra trục 3 định vị tường xây. Chúng ta xây cách từ một chân đạp vào là 30 phân. Đây là trước đấy, về mặt tường xây quy cách xây mặt phẳng là yêu cầu. Kích thước là 1540. Đây là cửa sổ S3, kích thước 1540. Kiểm tra phong thủy em ơi, phong thủy cửa. Nhà thầu để đánh nhanh tiến độ phải không? Đối với các nhà thầu khác thì nhà thầu đã triển khai lắp chát trước má cửa để đảm bảo cái tiến độ phối hợp. Kích thước chát đối với má cửa này là 1510. Em này đo nhìn ở đây, soi vào đây. Ủa, kích thước tô phỉ. Đây, đo kích thước này. À, 1510. Kích thước chát là 1510 cho cửa S3. Tiếp theo. Kiểm tra mặt phẳng từ xây như thế này. Ôm thương tính anh. Tôi cảm đứng từ xây đạt yêu cầu. Khi cách xây mạnh vữa đứng mạnh vữa ngang. Khi cách xây 5 vòng 1 ngang là yêu cầu. Kiểm tra định vị ra như thế này. Bức tường này.
30 phân đến công cửa là yêu cầu. Cửa đi D7. Phong thủy nhà thầu đã chát trước để đảm bảo tiến độ phối hợp thì đối với phong thủy là sau khi chát là 1810 cửa D7. Đạt yêu cầu. Cộng với lại là 300. Thì khoảng cách từ mực gửi vào đến mép tường xây là 1m1. Là yêu cầu. Khoảng tường xây em ơi, người ta cho anh cái này luôn. Thì khoảng đứng ở tường xây và khoảng đứng là yêu cầu. Quy cách vữa mạch sợi mạch vữa và quy cách xây thăng vòng một ngang là yêu cầu. Chúng ta vừa kiểm tra những khối xây tường tại tầng 3 căn DO 14.22. Công tác xây tường nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật. Đồng ý khu vực đầu chuyển giai đoạn tiếp theo. Tiếp theo chúng ta chuyển sang nghiệm thu bóng lưới, vải nhám, nắp mốc chắc trong tầng 3 căn nêu 14.22. Đã được triển khai anh em ơi. Đây anh em công tác là nắp mốc chắc trong độ thẳng của mốc và yêu cầu quay gần ở đây điểm ơi bằng nivô. Chúng ta sẽ đo từ mặt thước, thước này có chiều rộng là 5 phân đến độc đặt là thẳng lên giữa hai mặt mốc chát, đo theo mực gửi tương ứng với lại là mực laser, đèn laser 23,5 phân cộng với 5 phân sẽ là 28,5 phân, cộng 1,5 phân là 30 phân gửi mỗi 5 phân chát. Khoảng cách từ mép thước dài 3m đến một chiếc đạc từ nguyên liệu đèn laser là 23,5 phân và yêu cầu khoảng cách của mốc chát khoảng đến mốc chát là yêu cầu. Đi hết cảnh này các bạn. Cảnh này chứ không phải được. Cảnh này tỉnh người được nhanh. Bên này anh ơi. Rồi nhé. Chúng ta đang kiểm tra công tác lắp mốc chát tại trục 3. Đây, trục 3 thì từ khoảng cách từ mặt thước 5 phân đến mực chắc đạt đèn laser 23,5 phân là yêu cầu. Có bằng đứng có mốc chát thăng bằng nivô đạt yêu cầu. Tiếp theo này khoảng cách từ mặt thước đặt lên 2 mốc chát đến đèn laser từ nguyên mực chát đạt là 23,5 phân độ thẳng đứng của mốc chát đạt yêu cầu. Đây là
khoảng cách từ bề mặt thước đến đèn laser từ ứng mực chắc đạc là 23,5 phân là yêu cầu. Độ thẳng đứng của mốc chắc em coi là yêu cầu. Chúng ta kiểm tra mốc chát tại trục A đối với căn DO 14.22. Đo từ bề mặt thước vào. Từ bề mặt thước 5 phân đến một chắc đạc. Từ ứng với đèn laser là 23,5 phân đạt yêu cầu. Độ thẳng đứng của mốc chát đạt yêu cầu. Một chiếc đạp từ cái đèn laser nó kiểm tra trùng với một chiếc đạp, khoảng cách từ một chiếc đạp và mặt trước 5 phân là 23,5 phân yêu cầu. Độ thẳng đứng của mốc chát đạt yêu cầu. Em đây đo luôn từ khoảng cách mốc chát phong thủy. Khoảng thông thủy từ mốc chát đến mốc chát là 2010. Đây là cửa D6. Đây thông thủy mốc chát đây. Đối sau khi chát là 2010 cửa D6. Đạt yêu cầu. Trục A khoảng cách từ một chân đạc từ đèn laser vào thước là 23,5 phân là yêu cầu. Tôi thẳng đứng tôi hơi gần em ơi, đạt yêu cầu. Giờ kiểm tra định vị của S2, kiểm tra thông thủy của S2 từ mốc chát đến mốc chát. Của S2 có kích thước thông thủy là 910 sau khi chát, từ khoảng cách từ mốc chát đến mốc chát là 910 đạt yêu cầu. Tiếp theo chúng ta chuyển sang trục 2, thì thu từng trục 5 mốc tại trục 2, trường ngăn giữa căn DO 14.22 và DO 14.23. Sau kiểm tra mốc chát tại trục số 2, trường ngăn giữa căn DO 14.22 và DO 14.23, tầng 3. Khoảng cách từ mặt thước 5 phân, dày 5 phân đến mực chắc đạc từ nguyên đèn laser là 23,5 phân là yêu cầu. Tôi thẳng đứng mốc chát là yêu cầu. Khoảng cách từ mặt trước 5 phân và đến đèn laser là 23,5 phân là yêu cầu. Tôi thẳng đứng của mốc chát là yêu cầu. Khoảng cách từ đèn laser và mặt thước 23,5 phân là yêu cầu. Và thẳng đứng mốc chát là yêu cầu. Bề mặt thước 5 phân đến đèn laser từ một chiếc đạc là 23,5 phân là yêu cầu. Độ thẳng đứng của mốc chát là yêu cầu. Tiếp theo chúng ta kiểm tra công tác đâm mốc tại trục D. Trục D là đâm mốc, em đo khoảng cách như em này. Đến
đèn laser từ mực trước đạc vào đến bề mặt thước 5 phân là dài là 23,5 phân là yêu cầu. Một thằng đứng móc chát là yêu cầu. Em đo luôn thông thủy cửa này em ơi, từ móc chát đến móc chát. Đây là cửa D6. Có thông thủy sau chát là 2010 mm. Đây chúng ta đo từ mốc chát xong đến mốc chát 2010 đạt yêu cầu. Cách từ mốc chát đạt từ bên đèn laser vào đến trước 5 phân là 23,5 phân đạt yêu cầu. Tôi thẳng đứng của mốc chát đạt yêu cầu. Tôi kiểm tra đây quanh bên đèn laser với trùng với mốc chát đạt. Một chất đảng ở đây. Tiếp theo kiểm tra đây là cửa là S2. Cửa S2 chúng ta kiểm tra mốc chát khoảng cách từ bề mặt thước đến đèn laser từ mực chất đặc là 23,5 phân là yêu cầu. Còn đứng mốc chát là yêu cầu. Đây là trục 3 phẩy. Giờ chúng ta kiểm tra chúng ta đâm mốc tại trục 3 phẩy. Đây. Khoảng cách từ bề mặt thước đến đèn laser từ mũi một chiếc đạc là 23,5 phân là yêu cầu. Tôi thẳng đứng của mốc chát là yêu cầu. Đây xoay luôn ra cái mực chiếc đạc này trùng với đây trùng với mặt là từ mực chiếc đạc gửi vào chân tường là 30 phân trùng. Thông thủy của S3 là chát sau khi chát là 1510, đây là cửa S3 1510, đây 1510 là yêu cầu. Thủy cửa sổ S2, cửa sổ S2 có kích thước sau chát là 910. Từ mốc chát đến mốc chát là 950 là yêu cầu. Chúng ta đeo 14.22. Chúng ta phải đá bóng lưới. Bóng lưới phải đá thì lưới thì có khổ lưới là 200 đóng tại những vị trí tiếp giáp với đường xây và cột trụ cột dầm rằng lanh tô thì, mỗi bên phủ ra là 10 phân tại vị trí tiếp giáp giữa tường xây và cột trụ bê tông dầm dằng. Công tác lưới là đầu phủ đinh có mũ để đóng khung và đường chiều dài của lưới bóng lưới thì sẽ dọc theo vị trí tiếp giáp giữa tường xây và bê tông. Công tác giá bóng lưới nhà thầu là bên cầu nhám thì dùng phủ xi măng đặc để nhám lên bề mặt bê tông. Hôm nay là các vị trí đóng lưới để nhám. Công tác để nhám bóng lưới yêu cầu đạt yêu cầu. Đóng tại tất cả vị trí. Công tác nghiệm thu tường xây vẩy nhám bóng lưới nghiệm thu mốc chát trong tại tầng 3 căn lô 14 chấm đặt yêu cầu đồng ý thu như là cầu chuyển tiếp giai đoạn tiếp theo. Công tác nghiệp thu video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn.